Chúng ta đã có với nhau một khoảng thời gian chưa dài, nhưng đủ làm nên những dấu ấn tuyệt vời của cảm xúc. Ông, em happy mà chị. Chị còn lưu luyến em lắm phải không? Hả? Lưu luyến em lắm phải không? Móc cả tóc. Cảm ơn các chị. Ngay từ cái giây phút đầu tiên bước chân vào show này là Vi với chị Giang đã chạm mặt nhau và đã đi cùng với nhau qua rất là nhiều công diễn rồi, thì Vi nghĩ đó là cái duyên rất là lớn đối với hai chị em. Rất là mong là những cái ngày sắp tới chị Giang sẽ vui, lúc nào cũng vui, lúc nào cũng xinh tươi, tại vì chị Giang xinh rất là xinh luôn, cho nên là rất là mong là lúc nào chị cũng cười ở trong đời sống của mình, người bạn thân đầu tiên của Vi. Đi đến giờ này là cái hành trình mà Giang nghĩ rằng là đã rất là vui và đã cho Giang có những cái trải nghiệm thật là tuyệt vời. Giang luôn biết ơn và trân trọng những gì mà chương trình đã mang lại cho chính mình để mình có thể sống lại được những cái cảm xúc nó rất là đắt giá. Và cái vòng công diễn 4 này thì mọi người cũng có nhìn thấy cái tinh thần của Giang nó không được tốt như những lần trước. Một cái người phụ nữ ở một cái độ tuổi như Giang có những cái sự xáo trộn trong gia đình và nơi đó cũng rất là cần đến cái sự có mặt của mình. Có lẽ cũng là lúc đúng thời điểm để mình có thể là nhường lại, lùi lại một chút để dành thời gian cho gia đình. Và Giang không buồn đâu, Giang chỉ tiếc những cái quãng thời gian đẹp, chỉ mong rằng là những phần trình diễn của mình hay là những cái khoảnh khắc đẹp đấy sẽ lưu giữ mãi ở trong lòng của những đồng nghiệp của mình cũng như khán giả, thì đấy chính là một cái giải thưởng lớn nhất đối với Giang. Kể tới chị. Chị sẽ dừng lại ở đây. Chúc tụi em ở lại một cái công diễn mới thật là nhiều năng lượng và làm cống hiến tất cả những cái gì tốt nhất cho cái cuộc chơi này. Bởi vì chị thấy là cuộc chơi này mang lại cho khán giả những cái điều rất là thú vị. Cố lên tụi em. Cảm xúc này khó tả. Ok. Không sao. Ok. Cố lên nha tụi em. Dạ. Ok, ok. Nào đội trưởng nói gì đi nào. Trước khi mở cứ nói đi đã. Dạ. Thật ra thì không phải là lần đầu tiên em vào phòng này. Em cũng không biết là mình như thế nào ấy. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà mình đi tiếp là như thế nào em sẽ không khóc. Nhưng mà không biết sao em thấy chị Trang dậy tự nhiên em... Em tại em thấy mọi người cố gắng quá à. Cho nên là em... Tim nào cũng cố gắng. Tim nào cũng cố gắng. Không có ai gì hết. Mà nhất thì mình rất là vất vả. Rất là vất vả công việc luôn. Em cũng đang tự nghĩ không biết có phải do em nào không tốt không? Không phải. Không và nó là một cuộc thi, nó một cuộc chơi. Đúng rồi. Nó bắt buộc, không phải là mình đã thôi. Làm hết sức mình rồi. Đúng rồi. Mình làm tốt mà. Thì mình quá cố gắng rồi, mình quá giỏi. Hôm nay chị thấy tâm lý của Quỳnh những lúc mà Quỳnh tập Quỳnh không có bản lĩnh và vững vàng hôm nay nha. Hôm nay Quỳnh rất là vững luôn. Quỳnh bình thường, Quỳnh không có bị căng thẳng á. Rất là giỏi. Em cũng về cùng chị. Ủa? Thật sao hết? Thật sao hết? Quỳnh cống hiến hết mức rồi. Dạ. Mình biết, mình hiểu bản thân mình đã cố gắng hết sức. Lúc nãy chị có nói một câu là nếu như mà bây giờ chị hỏi em và hỏi mọi người là liệu là cho làm lại một lần nữa có làm tốt hơn được không? Không thì không. Mình đã làm hết sức rồi. Đúng. Thì cái đấy là cái hay nhất. Đúng rồi. Mình không thể làm được hơn thế nữa. Thì mình có gì phải buồn đâu. Và mình đã cống hiến hết sức rồi. Cái đấy là cái điều tuyệt vời nhất đấy. Ôm cái nào. Ôm cái nào. Bé dâu. Bé dâu. Ông sao? Chưa bao giờ mà Quỳnh tham gia một chương trình truyền hình thực tế hay đi thi thố như thế nào mà nó căng thẳng, gay go như vậy á.
Thì lần này á, Quỳnh cảm thấy là đây là năm một cái năm mà rất là đáng nhớ với Quỳnh. Bởi vì là bản thân mình đã cho mình một cái gì đó nó dũng cảm, can đảm hơn, thử thách bản thân nhiều hơn. Và mỗi một hành trình, mỗi một công diễn thì Quỳnh cảm thấy là bản thân mình chắc mình làm không nổi đâu. Cái chịu đựng của mình có tới khúc đó thôi. Nhưng mà thật sự là Quỳnh đã cố gắng mà Quỳnh không ngờ là mình đã cố rất nhiều để mà làm được hơn cái mức mà mình đã nghĩ trước đây, đã từng làm trước đây. Cho nên là cảm thấy là bản thân mình cũng ắt nha mọi người. Quỳnh hy vọng rằng là Khổng Tử Quỳnh đã không làm cho mọi người thất vọng. Và không chỉ trong chương trình này, Quỳnh hy vọng là sắp tới, những cái dự án sắp tới, Khổng Tử Quỳnh sẽ không bác trở lại mạnh mẽ hơn. Cảm ơn mọi người, Quỳnh sẽ tiếp tục cống hiến. Yêu khách là mình nhờ phấn khởi đầy mạnh mẽ. Focus cam chỉ đẹp. Xem nhiều hơn trên YouTube STV Show và TikTok STV Music.